Thưa quý khán giả, sáng nay, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức khánh thành phòng khám bác sĩ gia đình Cần Thơ tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh và tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. Đây là mô hình mẫu điển hình tại Cần Thơ. Hai phòng khám được trang bị những trang thiết bị hiện đại như máy điện tim, máy siêu âm, máy xét nghiệm nhanh đường huyết, máy xét nghiệm nhanh mỡ máu, axit uric, máy điện châm, máy tập vật lý trị liệu, dân dần. Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Hoàng Quốc Cường cho biết, Phòng khám bác sĩ gia đình Cần Thơ là nơi tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, theo nguyên lý y học gia đình cho cá nhân, hộ gia đình. Với đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo thông tư số 21 trên 2021 của Bộ Y tế, thực hiện các chương trình hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, chăm sóc giảm nhẹ các bệnh hiểm nghèo, chăm sóc người già tại nhà, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Được biết, sau quận Thốt Nốt và quận Vĩnh Thạnh, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tiếp tục khánh thành phòng khám bác sĩ gia đình Cần Thơ tại quận Cái Răng.